Xin chào tất cả các bạn. Loãng xương là nguyên nhân gây gãy xương ở 1 phần 3 phụ nữ và 1 phần 5 nam giới ở độ tuổi trên 50 trở lên. Tỷ lệ này còn gặp cao hơn ở những người phụ nữ sau khi điều trị ung thư vú, đặc biệt là có điều trị với liệu pháp nội tiết. Hôm nay chúng ta sẽ được bác sĩ Adimo và Dave Gore, là những bác sĩ về dinh dưỡng lâm sàng tại Đại học California, trình bày về ca lâm sàng loãng xương trên bệnh nhân ung thư vú cũng như những khuyến cáo về tầm soát và điều trị. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Good afternoon, everyone. Chào buổi chiều mọi người. So today I will be presenting a case along with my colleague Dr. Dave Garg entitled. Vâng, hôm nay tôi sẽ trình bày một trường hợp cùng với đồng nghiệp của tôi, đó là bác sĩ Dave Garg với tựa đề A case of osteoporosis in a breast cancer survivor. Đó là a case of osteoporosis in breast cancer survivor. Tạm dịch là một trường hợp loãng xương trong sống còn ở bệnh nhân sau điều trị ung thư vú. So this is an outline of what we'll be covering today. Vâng, đây là phần tóm tắt về những gì chúng ta sẽ đề cập hôm nay. We'll talk a little bit about the pathophysiology of osteoporosis. Chúng ta sẽ nói một chút về sinh lý bệnh của loãng xương, tức là pathophysiology of osteoporosis. We'll also talk about risk factors of osteoporosis in breast cancer survivors. Chúng ta cũng sẽ nói về các yếu tố nguy cơ gây loãng xương ở những người sau điều trị ung thư vú, hay gọi là sống còn sau ung thư vú, tức là breast cancer survivor. We'll talk about screening guidelines for osteoporosis in breast cancer survivors. Chúng ta cũng sẽ nói về các hướng dẫn tầm soát loãng xương cho những bệnh nhân sau điều trị ung thư vú. And then end things off with the management of osteoporosis and breast cancer survivors. Sau đó, kết thúc bằng việc xử trí loãng xương ở bệnh nhân sống còn sau điều trị ung thư vú. So starting things off with a case. Vâng, hãy bắt đầu với một tình huống lâm sàng. A 40-year-old female. Một phụ nữ 40 tuổi. Non-Hispanic white, premenopausal. Ở đây là non-Hispanic wife, tức là từ Hispanic wife là người Tây Ban Nha da trắng, thì non-Hispanic wife tức là không phải người Tây Ban Nha da trắng. Người phụ nữ này là premenopausal woman, tức là tiền mãn kinh. Presented with a 1.8 centimeter right breast mass. Cô ấy có một khối u ở vú phải với kích thước là 1.8 cm. Which biopsy revealed was hormone receptor positive. Stage 2 invasive ductal carcinoma. Sinh thiết thì cho thấy là ung thư biểu mô ống tuyến vú xâm lấn giai đoạn 2, có thụ thể nội tiết dương tính. She underwent lumpectomy with sentinel lymph node dissection. Cô ấy đã được phẫu thuật bảo tồn, tức là lumpectomy, tức là cắt rộng u, cộng với lại sinh thiết hạch lính gác, tức là sentinel lymph node dissection, which revealed 4 positive lymph nodes. Và cho thấy có 4 hạch dương tính. At age 41, the patient underwent 4 cycles of chemotherapy. Tại cái thời điểm mà cô ấy 41 tuổi á, thì bệnh nhân đã trải qua 4 chu kỳ hóa trị. With docetaxel and cyclophosphamide, which was complicated by onset of menopause. Và hóa chất là với docetaxel và cyclophosphamide, và tác dụng phụ đó là bắt đầu gây ra các hiện tượng mắc kinh. She then completed radiation. Sau đó cô ấy đã hoàn thành xạ trị. Chemo radiation was followed by hormonal therapy with tamoxifen and then anastrozole. Và sau khi kết thúc hóa trị và xạ trị là cái liệu pháp nội tiết với lại tamoxifen, và sau đó là với anastrozole. 10 years after diagnosis, at age 50, the patient presented with a right wrist fracture. Thì sau 10 năm sau khi chẩn đoán, tức là ở độ tuổi 50, thì bệnh nhân biểu hiện với một cái tình trạng gãy xương ở cổ tay phải. Following a non-traumatic ground level fall. Sau một cú ngã trên mặt đất mà không do cái chấn thương nào hết. DEXA was performed, which revealed low bone mineral density, with a lumbar spine T-score of negative 2.2 and hip of negative 2.1. Thì bệnh nhân đã được đo cái mật độ loãng xương bằng phương pháp DES. Thì DES thì nó viết tắt của từ Dual Energy X-ray Absorptometry, tức là cái phép đo hấp thụ cái TX, năng lượng kép. Thì
Thì khi mà cái đây là phương pháp để đo cái mật độ loãng xương, và đo mật độ loãng xương thì cho thấy cái mật độ loãng xương thấp ở cột sống thắt lưng với điểm số là -2.2 và ở xương chậu là -2.1. Her 10-year risk of major osteoporotic fracture was estimated at 11%. Thì nguy cơ gãy xương nặng do loãng xương trong 10 năm của cô ấy được ước tính là 11%. Based on the presence of a fragility fracture in a postmenopausal woman over 50 years old, thì dựa trên sự biểu hiện của tình trạng dễ gãy xương ở một phụ nữ sau mãn kinh trên 50 tuổi, the patient was diagnosed with osteoporosis. Và bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương. And this is what we will spend the remainder of this talk speaking about, osteoporosis in a breast cancer survivor. Và đây cũng là lúc chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại để nói về cái bệnh loãng xương ở bệnh nhân sống còn sau cái điều trị ung thư vú. So as a reminder, osteoporosis is a condition of low bone mass and microarchitectural disruption that results in fractures with minimal trauma. Vâng, và xin nhắc lại, loãng xương là một cái tình trạng khối lượng xương thấp và sự gián đoạn những cái vi cấu trúc dẫn đến gãy xương với những cái chấn thương nhỏ nhất. And speaking broadly, this low bone mass is due to an imbalance between bone formation and bone resorption. Và nói rộng ra đó là cái khối lượng xương thấp này là do sự mất cân bằng giữa cái quá trình hình thành xương, tức là bone formation, và sự tiêu xương, tức là bone resorption. And the risk factors that contribute to this imbalance include things such as advanced age, history of personal or first degree relative with fracture. Và các yếu tố nguy cơ góp phần vào sự mất cân bằng này là bao gồm như lớn tuổi nè, tiền sử gia đình, tiền sử cá nhân hoặc là người thân trong gia đình gãy xương. Hormonal causes such as early estrogen loss, low testosterone in men. Các nguyên nhân nội tiết như là suy giảm estrogen sớm ở nữ và giảm testosterone ở nam. Medications such as glucocorticoids, certain anticonvulsants as well, conditions such as rheumatoid arthritis and thyrotoxicosis. Các loại thuốc chẳng hạn như là glucocorticoids và một số thuốc chống co giật, cũng như những người mà mắc các bệnh như là viêm khớp dạng thấp hoặc là nhiễm độc giáp, thì đó cũng là những cái yếu tố nguy cơ mà nó gây ra cái tình trạng loãng xương. And then nutritional risk factors such as low body weight. Và sau đó là các yếu tố nguy cơ về dinh dưỡng như là cân nặng thấp, lifelong low calcium intake, ăn uống thiếu canxi kéo dài, tức là lifelong low calcium intake, vitamin D deficiency, inactivity or bed rest, alcoholism, current tobacco smoker, and then malabsorption issues such as celiac disease. Hoặc là thiếu vitamin D này, lối sống không hoạt động hoặc là nằm trên giường nhiều, nghiện rượu, thuốc lá, và sau đó là các vấn đề về kém hấp thu như là bệnh celiac. Thì bệnh celiac là bệnh mà người ta là không có hấp thu, không có dung nạp được gluten đó. And we know that patients with breast cancer have their own unique risk for osteoporosis. Và chúng ta biết rằng bệnh nhân ung thư vú là có cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương riêng của họ. And these risk factors include chemotherapy. Và các yếu tố nguy cơ này là bao gồm hóa trị, chemotherapy. We know that bone mineral density after chemotherapy significantly decreases. Chúng ta biết rằng cái mật độ khoáng xương, tức là cái bone mineral density, thì nó giảm đáng kể sau khi mà chúng ta hóa trị. So in this study published in Breast Cancer Research and Treatment, Trong cái nghiên cứu này được công bố trên cái tạp chí Breast Cancer Research and Treatment, tức là cái tạp chí nghiên cứu và điều trị ung thư vú. They looked at 83 both postmenopausal and premenopausal women with breast cancer. Thì họ đã xem xét 83 phụ nữ bao gồm cả tiền mãn kinh và hậu mãn kinh và bị ung thư vú. And they found that amongst both groups following chemotherapy. Và họ phát hiện ra rằng cả trong hai nhóm sau khi hóa trị, there was a significant decline in bone mineral density at the lumbar and total hip region as well as the truncator region as well.
đều có sự suy giảm đáng kể về mật độ khoáng xương ở vùng thắt lưng, toàn bộ vùng chảo cũng như vùng cùng cụt. Additionally, patients who undergo chemotherapy have increased risk of amenorrhea with estimates up to 94%. Ngoài ra, những bệnh nhân trải qua hóa trị cũng có cái nguy cơ bị vô kinh cao hơn, ước tính lên tới 94%. And with that increased risk, there's also an increased risk of premature ovarian failure and early menopause as well, which due to the reduction in estrogen increases the risk of osteoporosis. Và cùng với nguy cơ gia tăng đó thì nguy cơ suy buồng trứng sớm và mãn kinh sớm cũng tăng lên, dẫn đến giảm estrogen, từ đó làm tăng nguy cơ gây loãng xương. Hormonal therapies that increase risk of osteoporosis in this group are things like aromatase inhibitors. Cái liệu pháp nội tiết cũng làm tăng nguy cơ loãng xương ở nhóm này, chẳng hạn như chúng ta dùng thuốc ức chế aromatase, tức là II trên lâm sàng các bác sĩ hay sử dụng các loại thuốc ức chế II. And also gonadotropin releasing hormone agonist. Cũng như dùng các thuốc đồng vặn giải phóng ra hormone gonadotropin, thì trên thực hành người ta gọi là đồng vặn GnRH, tức là cái thuốc này để ức chế chức năng của buồng trứng. In this figure published in Bone Care, the authors summarize the data on bone loss after breast cancer therapies. Thì trong cái sơ đồ này được công bố trên cái tạp chí Bone Care, thì các tác giả đã tổng hợp dữ liệu về sự mất khoáng xương sau điều trị ung thư vú. And what you see with the bars in green on the left is that amongst early and late menopausal women who don't have breast cancer. Và điều bạn có thể thấy là trên cái video màu xanh ở phía bên tay trái là những người phụ nữ mãn kinh sớm và muộn mà người ta không bị ung thư vú. Average annual bone loss is 1 to 2% in the first year. Thì cái tỷ lệ mà mất cái khoáng xương trung bình hàng năm của họ là 1 đến 2% trong cái năm đầu tiên. However, on the right, you see that the rate of bone loss is on average 2.6% per year. Tuy nhiên, bên phải thì bạn có thể thấy rằng tỷ lệ mất xương trung bình là khoảng 2.6% mỗi năm. Amongst postmenopausal women who have breast cancer who also underwent aromatase inhibitor treatment. Ở những phụ nữ mãn kinh hoặc là sau mãn kinh bị ung thư vú và đã trải qua cái điều trị bằng cái thuốc ức chế aromatase. And then significantly even more at 7% premenopausal women who underwent treatment with both aromatase inhibitors and GnRH agonist had 7% bone loss at one year. Và sau đó thậm chí nó còn cao hơn đáng kể ở mức 7% ở những phụ nữ tiền mãn kinh. Những người mà đã trải qua cái điều trị này, người ta điều trị cả bằng thuốc ức chế aromatase và thuốc đồng vặn GnRH thì bị mất xương khoảng 7% sau một năm. And then lastly, postmenopausal women who underwent premature menopause after chemotherapy had 7.7% bone loss at one year. Và cuối cùng là những phụ nữ mà sau mãn kinh trải qua giai đoạn mãn kinh sớm khi mà điều trị bằng hóa trị thì bị mất xương là khoảng 7.7% sau một năm. And then similarly, those women who underwent bilateral oophorectomy with their breast cancer treatment had increased risk as well. Và tương tự như vậy, ở những phụ nữ mà đã trải qua cái phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng hai bên đó, tức là bilateral oophorectomy để điều trị ung thư vú cũng có sự gia tăng về cái nguy cơ như vậy. And it's because of these risk factors mentioned that breast cancer survivors are more likely than individuals without cancer to have osteopenia and osteoporosis. Và bởi vì những yếu tố nguy cơ này đã được đề cập ở những người sống sót sau ung thư vú có nhiều khả năng bị thiếu xương và loãng xương hơn. So circling back to the case presented. Quay lại cái trường hợp ca lâm sàng này. The risk factors for osteoporosis in our patient were the fact that she was a non-Hispanic white female. Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương ở bệnh nhân của chúng tôi là thực tế rằng cô ấy không phải là người cái Tây Ban Nha da trắng.
She had a history of chemotherapy that resulted in early onset of menopause. Cô ấy có tiền sử đã hóa trị nên dẫn đến mãn kinh sớm. She also underwent aromatase inhibitor therapy as well. Cô ấy cũng đã trải qua cái liệu pháp ức chế aromatase. And given these unique risk factors for osteoporosis in breast cancer survivors, và đưa ra cái yếu tố nguy cơ đặc biệt gây loãng xương ở những người sống còn sau ung thư vú, and the increased overall risk that we discussed, và cái nguy cơ tổng thể gia tăng mà chúng ta đã thảo luận, screening and primary prevention of osteoporosis is critical in this population. Việc sàng lọc và phòng ngừa loãng xương ban đầu rất là quan trọng đối với những cái đối tượng này. And even outside of just the general guidelines for screening for osteoporosis. Và thậm chí nằm ngoài những cái hướng dẫn chung về tầm soát loãng xương. Amongst women with breast cancer. Ở những phụ nữ mà bị ung thư vú á. Every individual initiating aromatase inhibitor therapy or undergoing ovarian function suppression, as well as those women who had chemotherapy-induced ovarian failure. Mỗi cá nhân mà bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế aromatase hoặc là đang điều trị ức chế chức năng buồng trứng cũng như những người phụ nữ bị suy buồng trứng do hóa trị are recommended to undergo screening with a DEXA scan and some kind of risk assessment tool. Họ được khuyến cáo thực hiện sàng lọc bằng xét nghiệm DES và một số loại công cụ đánh giá nguy cơ, such as the FRAX score as well. Chẳng hạn như điểm số FRAX. And then following that, every 2 years should be undergoing screening for osteoporosis as well. Và sau đó cứ 2 năm một lần nên được sàng lọc cái loãng xương. And with that, I'll pass things along to my colleague Dr. Garg, who will cover prevention and management of osteoporosis in this group. Và sau đây tôi sẽ chuyển mọi thứ cho các đồng nghiệp của tôi, đó là bác sĩ Dave Garg, là người sẽ đề cập đến cái việc phòng ngừa và xử trí loãng xương trong nhóm bệnh nhân này. Hello everyone. Vâng, xin chào mọi người. So we're going to spend the rest of the talk talking about how we can best optimize bone in someone who is at risk. Vâng, chúng ta sẽ dành phần còn lại của cuộc nói chuyện này để nói về cách chúng ta có thể tối ưu hóa tốt nhất cho hệ xương ở những người mà có nguy cơ. So I think when we think about osteoporosis, we think about calcium and vitamin D. And so let's talk a bit more about that first. Tôi nghĩ khi đề cập đến loãng xương thì chúng ta nghĩ ngay đến canxi và vitamin D. Và vì vậy trước tiên hãy nói thêm một chút về nó. So the general recommendation is to take at least 1,000 to 1,200 milligrams of calcium a day and 800 micrograms of vitamin D for increase for preventing factor in osteoporosis. Về khuyến cáo chung là nên dùng ít nhất từ 1.000 đến 1.200 milligram canxi mỗi ngày và 800 microgram vitamin D để phòng ngừa nguy cơ gây loãng xương ở những bệnh nhân loãng xương. Now in terms of vitamin D, we talked a lot about how important it is today. Về mặt vitamin D thì chúng ta đã nói rất nhiều về cái tầm quan trọng của chúng ngày nay. And in general, we recommend having a vitamin D level over 30. Và nói chung, chúng tôi khuyên bạn nên bổ sung lượng vitamin D trên 30 nanogram trên ml. Now, here's the calcium. I get a lot of questions about how you can know if the calcium is adequate. Còn đối với lại canxi á, thì tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi làm thế nào để bạn có thể biết có liều lượng canxi này có đủ hay không? And I think the first thing is really dietary review. Và tôi nghĩ điều đầu tiên thực sự là nên xem xét lại cái chế độ ăn uống. We talk a lot about how it's important to really assess what a patient's getting in their daily intake, and that's very important for calcium. Và chúng ta đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc đánh giá những gì bệnh nhân được ăn trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Và điều đó rất là quan trọng đối với canxi. There's a couple of things that can help you as a clinician. Và có một vài điều có thể giúp bạn với tư cách là một bác sĩ lâm sàng. One is assessing whether or not there may be elevated PTH. Thứ nhất á, là đánh giá liệu có thể có cái sự tăng cao của PTH hay không. Tức là PTH, tức là parathyroid hormone, tức là hormone của tuyến cận giáp á. So the body is very smart at making sure the calcium level is appropriate. And if it's not getting it from the diet, it will often pull from the bone.
Nên cơ thể rất thông minh để bảo đảm chắc chắn rằng cái mức độ canxi là phù hợp. Nếu bạn không nhận được đủ từ cái chế độ ăn uống của mình thì nó sẽ lái ra từ xương. And so checking a PTH level can be a way to make sure that there's no type of secondary hyperparathyroidism. Và do đó hãy kiểm tra xem cái nồng độ PTH để có thể bảo đảm rằng có hay không có một cái trường hợp mà cường cảm giác thứ phát, tức là secondary hyperparathyroidism. Now, if a dietary review is not sufficient or you still have concerns whether someone's getting enough calcium in their diet. Nếu việc xem xét chế độ ăn uống không đủ hoặc bạn vẫn lo ngại liệu ai đó có ăn uống đủ canxi trong chế độ ăn uống của họ hay không. Then sometimes thinking about doing a 24-hour urine calcium can be helpful. Thì tôi nghĩ đến việc xét nghiệm canxi trong nước tiểu trong vòng 24 giờ có thể là hữu ích. In certain circumstances, having a low 24-hour urine calcium that's less than 150 micrograms can be really helpful in telling that they're not getting enough calcium in their diet. Trong một số trường hợp nhất định, lượng canxi trong nước tiểu 24 giờ mà thấp, chẳng hạn như dưới 100 microgram, có thể thực sự hữu ích trong việc nhận biết rằng họ không cung cấp đủ canxi trong chế độ ăn uống của mình. Now, in terms of dietary calcium sources, bây giờ đề cập đến nguồn canxi trong chế độ ăn. We know that dairy is a very good source of calcium and vitamin D. Chúng ta biết rằng sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi và vitamin D rất là tốt. And one serving of some sort of dairy, usually there's about 300 to 400 milligrams of calcium as well as 200 units of vitamin D. Và một khẩu phần sữa thường có khoảng 3 đến 400 mg canxi cũng như là 200 đơn vị vitamin D. But there are other good sources of calcium and I listed some of the common ones here. Nhưng cũng có các nguồn canxi tốt khác mà và tôi đã liệt kê một số nguồn phổ biến ở đây. And this includes things like green vegetables like broccoli and kale, bok choy. Và nó bao gồm những thứ như là rau xanh nè, bông cải xanh tức là broccoli, kale tức là cải xoăn, hoặc là bok choy tức là cải thìa đó. Salmon or whole canned fish can be another good source of calcium. Cá hồi tức là salmon hoặc là cá đóng hộp có thể là một cái nguồn tốt khác cung cấp canxi. Nuts, particularly almonds, can be really rich in calcium. Các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân, có thể rất giàu canxi. Tofu that's set with calcium and other calcium fortified products. Đậu hũ cũng cung cấp nguồn canxi và các sản phẩm giàu canxi khác. Now, a lot of times in clinic, we may not have a lot of time to talk about different dietary calcium sources. Hiện nay tại phòng khám thì chúng tôi có thể không có nhiều thời gian để nói về các nguồn canxi trong chế độ ăn uống khác nhau. Provide the counseling that we'd want to our patients. Và đưa ra cái lời khuyên mà chúng tôi mong muốn cho bệnh nhân của mình. And so I do want to direct you to a really useful resource. Vì vậy, tôi muốn hướng dẫn bạn đến một cái nguồn tài liệu thực sự hữu ích. The Osteoporosis Foundation has a lot of information that talks about osteoporosis. Cái tổ chức về loãng xương tức là Osteoporosis Foundation có rất nhiều thông tin về loãng xương. Calcium, vitamin D. There was even calcium fact sheets there as well as a calcium calculator. Canxi, vitamin D, thậm chí còn có các tờ thông tin về canxi cũng như một cái công cụ tính toán canxi. And so this is something that you can not only look with your patients at your clinic, but also give them as a resource to think about things at home too. Và vì vậy, đây là thứ bạn không chỉ có thể xem xét với bệnh nhân của mình tại phòng khám, mà còn cung cấp cho họ như là một cái nguồn tài liệu để tham khảo tại nhà. Now, in terms of calcium and vitamin D supplementation. Và bây giờ đến với việc bổ sung canxi và vitamin D. Well, the first thing is with vitamin D, it's a pretty easy answer there. If the vitamin D level is not at your goal, it's easy to supplement with vitamin D supplementation. Điều đầu tiên là với vitamin D, đó là một câu trả lời khá dễ. Nếu mức vitamin D của bạn nó không đạt mục tiêu thì bạn có thể dễ dàng bổ sung bằng việc cung cấp vitamin D. The bigger question is about calcium. Cái câu hỏi lớn hơn đó là về canxi. So the first thing is that if you're able to, again, the best way to get calcium is through your diet. Vâng, cái điều đầu tiên nếu bạn có thể thì cách tốt nhất để có được canxi là thông qua chế độ ăn uống. But if you do need to, there are different types of calcium supplementation. Nhưng nếu bạn cần thì có thể có nhiều loại bổ sung canxi khác nhau.
And so you'll see here there's four or five common types of calcium. Và bạn có thể xem ở đây có 4 hoặc 5 loại canxi phổ biến. The most common being calcium carbonate and calcium citrate. Và loại phổ biến nhất đó là canxi carbonate và canxi citrate. And you'll see that there's different levels of what we consider the actual elemental calcium that the body senses. Và bạn sẽ thấy rằng có những mức độ khác nhau mà chúng ta có thể xem xét về sự hấp thụ nguyên tố canxi của cơ thể. Now, in terms of these different calcium sources, calcium carbonate, again, has the highest level of elemental calcium. Xét về các cùng canxi khác nhau, thì canxi carbonate là loại có hàm lượng nguyên tố canxi cao nhất. But it can sometimes be harder on the stomach, and some people will endorse constipation, upset stomach. Nhưng đôi khi nó có thể gây khó chịu cho dạ dày, và một số người cho rằng nó gây táo bón và làm khó chịu cho dạ dày. And so sometimes things like calcium gluconate or calcium lactate might be a bit easier to digest. Nên đôi khi những thứ như là canxi gluconate hoặc là canxi lactate có thể dễ dàng uống hơn một chút. It's important to note that with the calcium supplements, they're better absorbed when taken in small doses, around 500 milligrams, and that usually with food. Điều quan trọng cần lưu ý là với các chất bổ sung canxi á, thì chúng được hấp thụ tốt hơn khi chúng ta dùng với liều lượng nhỏ khoảng 500 mg và thường dùng với thức ăn. And also it's important to note that calcium can impact other medication absorption. Và điều quan trọng cần biết đó là canxi có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ các thuốc khác. A classic example is levothyroxine, which we use often for hypothyroidism. Một ví dụ kinh điển đó là thuốc levothyroxine, là một thuốc mà chúng tôi thường sử dụng cho những bệnh nhân suy giáp. So it's important to make sure that you're counseling your patient how to correctly take the calcium. Vì vậy, cái điều quan trọng là phải bảo đảm rằng bạn đang tư vấn cho bệnh nhân cách sử dụng canxi đúng cách. Now, in certain individuals, calcium citrate is going to be a very good choice. Hiện nay, đối với một số người đó thì cái canxi citrate sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt. And usually this is in individuals with low stomach acid. Và thông thường đây là những người mà nó có lượng axit dạ dày thấp. So if someone's on an anti-acid blocker or someone has inflammatory bowel disease. Nay ai đó đang dùng thuốc kháng axit hoặc là ai mà bị mắc bệnh viêm ruột á. Or if they have any issues with absorption, let's say after post bariatric surgery. Hoặc là nếu họ có bất kỳ về vấn đề về khả năng hấp thu á, chẳng hạn như là sau một cái phẫu thuật bariatric, tức là phẫu thuật mà người ta làm giảm cái diện tích của dạ dày hoặc là cắt bỏ một phần dạ dày để điều trị bệnh béo phì á. Now one other question I've been getting more often in clinic actually is một câu hỏi khác mà tôi nhận được thường xuyên hơn ở phòng khám đó là what do you do about calcium supplementation and the potential risk for it to impact heart disease? Bạn làm gì với việc bổ sung canxi và có nguy cơ tiềm mãn ảnh hưởng đến các bệnh lý tim mạch? And I think this is a very controversial topic. Và tôi nghĩ đây là một chủ đề rất là nhiều, gây rất là nhiều tranh cãi. I think that at this point you could probably hear different opinions from different people. Tôi nghĩ rằng tại thời điểm này bạn có thể nghe thấy những ý kiến khác nhau từ những người khác nhau. And I don't know if we know if there's an actual right answer at this point, but I wanted to bring it up because I think that this is something you might be asked in clinic. Và tôi không biết liệu chúng ta có một câu trả lời thực sự đúng vào thời điểm này hay không, nhưng tôi muốn đưa nó ra để bởi vì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà bạn có thể được hỏi ở phòng khám. And so in preparation for this talk, I was looking around and saw that in 2018. Và vì vậy để chuẩn bị cho cái buổi nói chuyện này, tôi đã tìm hiểu và thấy rằng vào năm 2018 á, there were actually several consensus statements that were at this point in time saying that there was no significant effect on all-cause mortality or incidence for cardiovascular disease. Thực tế đã có một số tuyên bố đồng ý mà tại cái thời điểm này người ta cho rằng nó không ảnh hưởng đáng kể đến mọi nguyên nhân tử vong hoặc là những cái biến cố về tim mạch. And you can see a statement from one of the groups there saying this. Và bạn có thể thấy tuyên bố từ một trong các nhóm người ta nói về điều này. And so I think this is reassuring, but I think at the end of the day, it's important to know that this is a concern of patients. Vì vậy, tôi nghĩ điều này khiến bạn yên tâm, nhưng tôi cũng nghĩ cuối cùng á, thì điều quan trọng là bạn phải biết rằng đây là cái mối quan tâm của bệnh nhân. And so I'm going to bring it back to the dietary review. Và vì vậy, tôi sẽ đưa nó trở lại cái phần đánh giá về chế độ ăn. The best way to get calcium to support your bone is through diet. Cách tốt nhất để việc bổ sung canxi hỗ trợ xương của bạn đó là thông qua chế độ ăn uống. And so that really should be the main source and using calcium supplementation in moderation. Và đó thực sự là cái nguồn chính.
Còn cái việc sử dụng cái viên canxi bổ sung á, thì nó sẽ được giảm bớt đi. Now, I think when we think about osteoporosis, can we think about calcium and vitamin D? À, vâng, tôi nghĩ khi mà chúng ta nói về loãng xương thì chúng ta nghĩ về canxi và vitamin D. But really, nutrition can provide a lot more benefits to our bone than I think we often appreciate. Nhưng thực sự thì cái dinh dưỡng có thể mang lại nhiều lợi ích cho xương của chúng ta hơn tôi nghĩ, và nó thường được đánh giá cao. And so it turns out that fruits and vegetables contain a lot of vitamins and minerals, antioxidants, and salts that are important for our bone. Và hóa ra là trái cây nè, rau quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa và muối là rất quan trọng cho xương của chúng ta. Now there's a lot more than just I would listed here, but I just want to provide a couple examples. Hiện tại đó, ngoài những thứ mà tôi liệt kê ở đây thì còn có rất nhiều thứ khác, nhưng tôi chỉ muốn cung cấp một vài ví dụ. We know that vitamin K is required to make osteocalcin, which is the second most abundant protein in bone. Chúng tôi biết rằng vitamin K thì có thể tạo ra cái osteocalcin, tức là một cái loại protein có nhiều thứ hai trong xương. Thì cái osteocalcin này là một loại protein tạo xương, được sản xuất từ nguyên bào xương và có vai trò chính trong cái quá trình tạo xương. Thì cái vitamin K nó có là một cái chất cần thiết để tạo ra cái protein này. B12 and folate are thought to be important in that when you have high homocysteine levels, when you're having inadequate B12 and folate, that may interfere with collagen synthesis. Vitamin B12 và folate là được cho là rất quan trọng vì nó tạo ra cái nồng độ hormone cytidine cao. Và khi bạn không có đủ về vitamin B12 đó, thì nó có thể cản trở cái quá trình tổng hợp collagen. Magnesium stimulates proliferation of osteoblasts. Magie đó, nó cũng sẽ kích thích tăng sinh nguyên bào xương. And zinc is important for bone tissue renewal. Và kẽm rất quan trọng cho việc tái tạo mô xương. So you can see that a lot of different vitamins and minerals you can get from other types of food are really important for the integrity of your bone. Và nên bạn có thể thấy rằng nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau mà bạn nhận được từ các loại thực phẩm này thực sự là quan trọng đối với sự toàn vẹn của xương. And so there's actually studies that show that having higher fruit and vegetable consumption is associated with beneficial effects on the bone density in older men and women. Và vì vậy trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều trái cây nè, tiêu thụ rau có liên quan đến tác động có lợi lên mật độ xương ở nam giới và phụ nữ lớn tuổi. And it's also suggested that having less than 5 servings per day may be providing a higher risk for hip fractures. Và người ta cũng gợi rằng nếu như mà ăn ít hơn 5 khẩu phần ăn mỗi ngày có thể gây ra cái nguy cơ cao hơn về gãy xương chậu. And so this is one other reason why having a diet rich in mainly processed fruits and vegetables is going to be important for providing a healthy, balanced lifestyle. Và vì vậy, đây là một lý do khác tại sao có một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả chế biến sẵn sẽ rất là quan trọng để cung cấp cho một cái lối sống khỏe mạnh và cân bằng. Now, protein intake is actually really important for bone too. Vâng, lượng protein nạp vào thực sự cũng quan trọng đối với xương. And in our department, in the nutrition department, we talk a lot about protein. Trong cái khoa dinh dưỡng của chúng tôi thì chúng tôi nói rất nhiều về protein. Protein is a bit hard to estimate for each person, but usually we can get a good idea by looking at someone's actual weight. Protein thì hơi khó ước tính đối với mỗi người, nhưng thông thường chúng ta có thể hiểu rõ bằng cách nhìn vào cân nặng thực tế của ai đó. And what we usually recommend is saying that if you have 1 gram per kilogram of body weight protein. Và những gì chúng tôi thường khuyên là nếu bạn có 1 gram protein trên mỗi kilogram cân nặng cơ thể. Or 1.2 gram per kilogram if you're trying to really aim for building muscle. Hoặc là 1,2 gram trên mỗi kg nếu bạn đang cố gắng thực sự hướng tới mục tiêu xây dựng là một người cơ bắp. That can actually be helpful for bone formation. Thì thực sự có thể hữu ích cho việc cái hình thành xương. You can see here that there's some studies that show that when you have higher amounts of protein in your diet, it can lead to increase in bone mineral density. Bạn có thể thấy ở đây có một số các nghiên cứu cho rằng khi bạn có lượng protein cao hơn trong chế độ ăn uống á, thì điều đó có thể dẫn đến tăng cái mật độ khoáng xương, tức là cái bone mineral density. Having higher protein can lead to a slower rate of bone loss. Và nếu như lượng protein cao hơn có thể làm dẫn đến tốc độ mất xương chậm hơn. And it's been associated with reduced bone turnover marker levels.
Và nó cũng liên quan đến việc giảm cái mức độ chu chuyển xương, tức là bone turnover marker. It's also interesting to show that in certain studies, they suggest that having higher protein can actually lead to increases in IGF-1 and decreases in PTH levels. Và điều thú vị chỉ ra rằng trong một số nghiên cứu nhất định, họ cho rằng lượng protein cao hơn á, thực sự có thể dẫn đến cái sự tăng cái IGF-1 và giảm cái nồng độ PTH. And it's also been associated with lower risk fracture, lower hip fracture rates. Và nó cũng liên quan đến cái tỷ lệ gãy xương đùi thấp hơn. Now, in terms of osteoporosis, one of the most important things is preventing falls. Hiện nay khi đề cập đến loãng xương á, thì một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta phải ngăn ngừa té hay ngăn ngừa chúng ta bị ngã. And we know that that's probably one of the most important things you can do. Và chúng tôi biết rằng đó có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. And so we know that inadequate protein intake can lead to muscle weakness. Và vì vậy chúng ta biết rằng lượng protein nạp vào không đủ thì có thể dẫn đến yếu cơ. Can lead to sarcopenia, frailty. Có thể dẫn đến sarcopenia, tức là sụt giảm khối cơ hoặc là yếu cơ. And that ultimately leads to increased risk of falling. Và điều đó cuối cùng dẫn đến nguy cơ là tăng cái nguy cơ té ngã này. And so protein does play multiple purposes in helping with osteoporosis. Và vì vậy protein có nhiều mục đích trong việc hỗ trợ điều trị bệnh loãng xương. So what you'll see here is that when you're looking at osteoporosis from a nutrition perspective. Và điều bạn có thể thấy ở đây là khi bạn nhìn vào bệnh loãng xương từ góc độ dinh dưỡng. Certainly calcium and vitamin D play an important role. Chắc chắn là canxi và vitamin D thì đóng vai trò quan trọng. But fruits, vegetables, protein, all these other components of our diet play a very important role. Nhưng trái cây này, rau củ quả này, protein này, tất cả các thành phần khác trong chế độ ăn uống của chúng ta đều đóng một vai trò rất quan trọng. For someone who's trying to really get the best out of their nutrition to support their bones. Đối với những người mà đang cố gắng tận dụng tối đa dinh dưỡng để hỗ trợ xương của họ. Now, you may ask, is there a best diet to follow for someone who has osteoporosis? Và bây giờ bạn có thể hỏi liệu có một cái chế độ ăn uống nào tốt nhất cho những người bị loãng xương hay không? There are some studies that look into that. There was one study in 2003 that was looking at the DASH diet. Có một số nghiên cứu xem xét điều đó và có một nghiên cứu vào năm 2003 đó, người ta xem xét chế độ ăn DASH, D-A-S-H, tức là viết tắt của Dietary Approach to the Stop Hypertension. Tức là đây là một cái chế độ ăn lành mạnh được thiết kế với mục đích là hỗ trợ những người mà điều trị tăng huyết áp. And they were seeing if this had any major impact on bone. Và họ đã xem xét liệu cái điều này hay liệu chế độ ăn này có tác động lớn đối với lại xương hay không. What they did note in that study was that there was reduced bone turnover. Và điều họ đã lưu ý trong nghiên cứu đó đó là sự giảm chu chuyển xương, tức là reduced bone turnover. You can see that in this study they cited that when they're looking at bone turnover markers. Và bạn có thể thấy rằng trong nghiên cứu này họ đã trích dẫn rằng họ xem xét các yếu tố, các dấu hiệu của chu chuyển xương. With the DASH diet compared to the control group, there was decreased serum osteocalcin and CTX. Và với chế độ ăn DASH so với lại nhóm đối chứng á, thì có sự giảm cái osteocalcin và CTX. Now they also noted in the study that with the DASH diet as well as in the control group. Họ cũng lưu ý trong nghiên cứu này với chế độ ăn DASH cũng như đối với lại nhóm chứng. Naturally having lower sodium in the diet led to reduced calcium excretion in the urine. Việc có một lượng natri thấp hơn trong chế độ ăn một cách tự nhiên đã dẫn đến làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu. And so while this is not exclusive to the DASH diet, it's important to note that having a lower sodium diet may be helpful. Do đó, mặc dù điều này không chỉ dành riêng cho cái chế độ ăn DASH này, nhưng điều quan trọng cần lưu ý rằng nếu chúng ta có chế độ ăn ít natri hơn, tức là ăn nhạt hơn, thì có thể hữu ích. We've talked a lot about the Mediterranean diet today. Hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về chế độ ăn Mediterranean diet, tức là cái đây là chế độ ăn kiêng theo kiểu địa trung hải, tức là người ta chỉ tập trung ăn vào những thực phẩm lành mạnh như là rau, củ quả, cá và các loại gạo nguyên cám. There's some association with reduced hip fractures. Có mối liên hệ nào đó với việc làm giảm gãy xương đùi. At the end of the day, I think what's more important is looking again at the components that we talked about already, the calcium, the vitamin D,
the fruits, vegetables, and the protein. À, và cuối cùng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là nhìn lại những thành phần mà chúng ta đã nói đấy như lúc nãy, chẳng hạn như là canxi, vitamin D, trái cây, rau và protein. Now, in terms of exercise, bây giờ đề cập đến việc tập thể dục. We know that exercise has a lot of benefits. Chúng ta biết rằng tập thể dục thì có rất là nhiều cái lợi ích. It's helpful for giving energy, reducing muscle pain and increasing strength. It's helpful for quality of life. Nó rất hữu ích trong việc cung cấp năng lượng này, giảm đau cơ này, tăng sức mạnh. Nó hữu ích cho chất lượng cuộc sống. But does exercise really help with bone density? Nhưng tập thể dục có thực sự giúp cải thiện mật độ xương hay không? And it's interesting because earlier systemic reviews actually indicate that. Và thật thú vị rằng các systemic review, tức là các bài phân tích tổng hợp trước đó, thực sự đã chỉ ra rằng exercise did not have a sufficient benefit in preventing bone loss among cancer survivors. Tập thể dục không có đủ lợi ích trong việc ngăn ngừa mất khoáng xương ở những người mà sống còn sau điều trị ung thư. But looking at these studies from long ago, there were some limitations in that there were not too many randomized control trials. Nhưng nhìn vào những nghiên cứu này thì chúng ta thấy nó là những nghiên cứu đã cũ và có một số hạn chế là nó không có quá nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, tức là randomized control trial. And in the past 5-6 years, there actually been a lot more data to look at this. Và trong 5 đến 6 năm qua, thực tế đã có nhiều dữ liệu hơn để xem xét cái vấn đề này. And so there was a recent systemic review in 2021. Và do đó đã có một cái bài systemic review, tức là bài phân tích tổng hợp gần đây, đánh giá vào năm 2021. They looked at 26 trials. Người ta đã xem xét 26 thử nghiệm. Now in these trials, they lasted roughly between 12 weeks to 2 years. Trong các thử nghiệm này, chúng đã kéo dài khoảng từ 12 tuần đến 2 năm. They included, about half of them included patients who had breast cancer. Và chúng bao gồm khoảng một nửa trong đó là những bệnh nhân bị ung thư vú. And so you'll see here that, và vì vậy bạn sẽ thấy ở đây rằng, I'm not sure if you can see as well on your side here, but essentially if you're looking towards the right, that favored the intervention, the exercise, and on the left it did not favor it. Tôi không chắc bạn có thể nhìn rõ không, nhưng về cơ bản nếu bạn đang nhìn về phía bên phải thì người ta ủng hộ việc can thiệp bằng thể dục, còn bên trái thì không ủng hộ. And what it showed is that in the whole body, the hip and the greater trochanteric and femoral bone mineral density, all of this favored exercise. Và những gì nó cho thấy đó là mật độ xương trong toàn bộ cơ thể, vùng chậu, máu chuyển lớn và xương đùi, nó đều hơn, tất cả đều tốt hơn ở nhóm mà tập thể dục. And this may sound intuitive, but I want to show it to you because it does show clearly that there is an impact and a benefit of exercise. Và điều này nghe có vẻ trực quan hơn, nhưng cái điều mà tôi muốn cho bạn xem vì nó cho thấy rõ ràng rằng có một tác động và một lợi ích của việc tập thể dục. And so the study's conclusions emphasize that the moderate exercise is really what's important. Và vì vậy, kết luận của nghiên cứu nhấn mạnh rằng tập thể dục vừa phải thực sự là quan trọng. And again, I bring this up because I think that when we're seeing people in clinic, we often recommend doing weight bearing exercise, staying active. Và một lần nữa, tôi nhắc lại điều này vì tôi nghĩ rằng khi gặp một người nào đó tại phòng khám, chúng tôi thường khuyên bạn là chúng tôi thường khuyên họ là nên tập thể dục để giảm cân và duy trì cái hoạt động. But you do need to have a moderate to high intensity level of exercise to really see the benefits that's illustrated in this study. Nhưng bạn cần phải có một mức độ tập thể dục từ trung bình đến cao để thực sự có thấy được sự những lợi ích từ cái minh họa trong nghiên cứu này. And that's where we can play an active role. Và đó là nơi mà chúng ta có thể đóng cái vai trò một cách chủ động. Making sure that patients are addressing their pain, making sure that they're going to physical therapy if they need to have that addressed. Bảo đảm rằng cái bệnh nhân đang giải quyết cơn đau của họ, phải bảo đảm rằng họ sẽ tham gia tập vật lý trị liệu nếu như họ cần. Making sure that they're staying accountable. We had a wonderful lecture earlier today about the wearable technology that can be a very useful source for us. Phải bảo đảm rằng họ luôn chịu trách nhiệm, và chúng tôi đã có một bài giảng tuyệt vời trước đó để nói về những cái công nghệ thiết bị đeo có thể là cái nguồn mà rất hữu ích cho chúng tôi.
making sure that if able to, we can have people engaged in classes or trainers. Phải đảm bảo rằng nếu có thể, chúng ta có thể mời mọi người tham gia vào các lớp học hoặc là mời các huấn luyện viên. And so making sure they stay very active. Bảo đảm rằng họ luôn luôn năng động. Now, today's theme really was about nutrition. Vâng, ở chủ đề hôm nay thực sự là về dinh dưỡng. But I did want to briefly mention how medication can play a role in conjunction with lifestyle, diet, and exercise. Nhưng tôi muốn đề cập ngắn gọn về vai trò của các thuốc khi kết hợp với lại lối sống, chế độ ăn cũng như là tập thể dục. So, in terms of osteoporosis, there are different guidelines for general osteoporosis. Và về bệnh loãng xương thì có những cái hướng dẫn khác nhau dành cho bệnh nhân loãng xương nói chung. But there are other suggestions unique to patients who've had breast cancer and even had anti-estrogen therapy. Nhưng có những cái gợi ý khác nhau dành riêng cho những bệnh nhân ung thư vú và thậm chí là đã điều trị bằng các liệu pháp kháng estrogen hay liệu pháp điều trị nội tiết á. And so this is a algorithm that was proposed in an article just recently in 2021. Và đây là cái lược đồ được đề xuất trong một cái bài báo mới công bố gần đây vào năm 2021. So I want to walk you through it. Tôi muốn hướng dẫn bạn thực hiện nó. And so see again that this applies to any premenopausal or postmenopausal woman who's been initiated on some sort of anti-estrogen therapy after breast cancer diagnosis. Và một lần nữa, điều này là áp dụng cho những phụ nữ tiền mãn kinh hoặc là hậu mãn kinh đã được bắt đầu sử dụng một số liệu pháp kháng estrogen sau khi người ta được chẩn đoán ung thư vú. And so you'll see here that first it talks about a lot of the risk factors that Dr. Ayama already talked about. Và bạn sẽ thấy ở đây điều đầu tiên nó nói rất nhiều về các yếu tố nguy cơ mà bác sĩ Adeyemo đã nói đấy. Making sure that when you are seeing these patients, you are doing a careful biochemical workup to make sure there's no secondary causes. Hãy bảo đảm rằng khi mà chúng ta khám, chúng ta hỏi những bệnh nhân này á, thì bạn phải đang thực hiện những xét nghiệm sinh hóa cẩn thận để bảo đảm là họ không có một cái nguyên nhân thứ phát nào. And doing an appropriate risk assessment with bone mineral density and risk assessment. Và thực hiện việc tiếp cận đánh giá với đo mật độ khoáng xương, tức là bone mineral density, và đánh giá là cái nguy cơ, assessment risk. I want to make sure that you really focus your attention on the bottom right table here. Tôi muốn bảo đảm rằng bạn thực sự tập trung chú ý vào cái bảng ở dưới cùng phía bên phải ở đây. Where it talks about certain indications for anti-resorptive therapy. Nó nói về một số chỉ định cho cái liệu pháp chống tiêu hủy xương, tức là indication anti-resorptive therapy. Because this is a bit different than the common patient who just has osteoporosis by itself. Vì điều này hơi khác với bệnh nhân thông thường mà bị loãng xương. What you'll see is that if someone has two risk factors, bạn sẽ thấy nếu ai đó có hai yếu tố nguy cơ, or if they have one risk factor with a T-score minus that's less than minus 1.0, hoặc là nếu họ có một yếu tố nguy cơ với cái điểm số T, tức là điểm số mà chỉ số mật độ loãng xương nó nhỏ hơn trừ 1, or if they have a T-score minus 2.0 without any risk factors, hoặc là nếu họ có điểm số T nó nhỏ hơn trừ 2 mà không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào, that's a patient that you may consider using medication in conjunction with diet and exercise. Thì đó là những bệnh nhân mà bạn có thể cân nhắc sử dụng thuốc kết hợp với lại chế độ ăn và tập thể dục. And you'll see here that most often what they recommend is doing using a anti-resorptive like zoledronic acid or denosumab. Và bạn sẽ thấy ở đây hầu hết những gì họ khuyên bạn nên làm là sử dụng thuốc chống tiêu xương như là acid zoledronic hoặc là denosumab. Noting that in cases where there might be a higher risk for breast cancer recurrence. Lưu ý rằng trong những trường hợp có thể có nguy cơ tái phát ung thư vú cao hơn. There's more data to support using something like RECLAST. Thì có nhiều dữ liệu hơn để hỗ trợ việc sử dụng cái thuốc đó là RECLAST. Thì RECLAST thực sự là một cái acid zoledronic nhưng mà nó thuộc hãng Novastic. Nó được nhiều dữ liệu cho thấy là nó ưu tiên sử dụng ở những bệnh nhân mà có nguy cơ tái phát ung thư vú cao hơn. What you'll see on the last table there is that whether or not you choose to start something, you need to have careful monitoring and close monitoring. Bạn sẽ thấy ở bảng cuối cùng, cho dù bạn chọn bắt đầu bằng thuốc nào, thì bạn cũng cần phải theo dõi một cách cẩn thận và chặt chẽ. Anyone who started on a medication, let's say they're taking an oral bisphosphonate, needs to be monitored in 3 months to make sure they're compliant.
Bất kỳ ai đã bắt đầu dùng thuốc, giả sử họ đang dùng thuốc uống bisphosphonates thì cần được theo dõi trong vòng 3 tháng để bảo đảm rằng họ tuân thủ điều trị. If they're not started on something, because we know that bone density can be decreased quite quickly in the first year. Và nếu họ không bắt đầu điều trị với những thuốc đó thì chúng tôi biết rằng mật độ khoáng xương có thể giảm khá nhanh trong vòng năm đầu tiên. They need to be monitored within first year. Vì vậy, họ cần được theo dõi trong vòng năm đầu tiên. If they're on therapy, they can be monitored after 2 years. Còn nếu họ đang điều trị đó, thì họ có thể được theo dõi sau 2 năm. But this to show you that this does include medication. Điều này để cho bạn thấy rằng không chỉ bao gồm là thuốc. But you'll see in that the middle table there that still at the end of the day, exercise, calcium, vitamin D, and diet are really, really important. Nhưng mà sẽ thấy rằng ở cái bảng giữa đó, thì cuối cùng họ vẫn phải tập thể dục nè, bổ sung canxi và vitamin D và chế độ ăn uống thực sự là rất quan trọng. So today we talked a lot about nutrition in different aspects, and hopefully this shows you the importance of continued nutrition even after cancer diagnosis and treatment. Thank you. Và hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về dinh dưỡng ở các khía cạnh khác nhau và hy vọng rằng điều này cho bạn thấy cái tầm quan trọng của việc duy trì dinh dưỡng ngay cả sau khi chẩn đoán và điều trị ung thư. Và cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.